Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và huyện Châu Đức nói riêng gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi phải hoạt động cầm chừng, giảm số lượng vật nuôi, thậm chí là nhiều hộ ngừng nuôi, chờ giá thức ăn bình ổn trở lại. Trang trại của ông Đỗ Văn Tam ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, mỗi năm duy trì nuôi hơn 45.000 con gà, bình quân mỗi lứa gà 12.000 con. Sau khi trừ chi phí, ông Tam thu lãi gần 200 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trang trại của ông Tam gặp khá nhiều khó khăn do giá gà bán ra giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại liên tục tăng, từ 40.000 đến 45.000 đồng một bao so với cuối năm 2020. Như vậy ông Tam chỉ hồi vốn hoặc bị lỗ. Đây thì tôi là lấy cám trực tiếp công ty thì kể như là hòa, nhưng mà nếu ai ăn cám qua đại lý thì chắc chắn là lỗ. Thì nói chung là nếu mà tốt thì lỗ ít nhất cũng phải là 5 triệu cho một thiên. Mà nếu mà không tốt thì từ 8 đến 10 triệu một thiên đó. Gia đình bà Bùi Thị Kim Tuyền ở ấp Đông Linh, xã Bình Giã đang nuôi 7 con heo nái và hơn 40 con heo thịt. Để nuôi một con heo đến khi xuất bán, tức 100 kg, phải tiêu tốn khoảng 250 kg thức ăn với chi phí khoảng 3 triệu đồng. Thêm vào đó là chi phí vaccine phòng bệnh, hóa chất vệ sinh khử trùng tiêu độc. Trong khi đó, giá heo hơi đang ở mức 73.000 đến 75.000 đồng một ký. Sau khi trừ các chi phí, bà Tuyền chỉ vừa hồi vốn. Nếu giá heo về mức dưới 60.000 đồng một ký và giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng, thì gia đình bà Tuyền cũng như nhiều hộ chăn nuôi heo khác sẽ chịu cảnh thua lỗ. Nói chung thời điểm này thì giá cám nó lên là 30.000 bao. Mà hồi trước á, là cái con giống á, thì nó rẻ 7-800, mà giờ con giống nó 2.1, 2.2 rồi. Thực phẩm lên cao, nhà dân giờ chăn nuôi không có ăn. Mà giờ giống như kiểu mình có trong nhà rồi mình cũng nuôi để mà mình chờ giá nó lên để mình có ăn thôi, còn giờ mình cứ nuôi cầm chừng à. Thời điểm này thì giá cám đã tăng lên là 40.000 trên một bao 25 kg. Chính vì vậy mà người chăn nuôi hiện nay rất muốn tái đàn. Nhưng người ta cũng dè chừng bởi vì chờ mong sao cho nó ổn định để người ta tái đàn. Bởi vì hiện nay con giống nó cũng khá cao. Ta sợ rằng là đầu tư ra nhiều, tới lúc mà giá nó xuống hoặc là dịch bệnh thì ta sợ là nó vướng nợ đấy. Tính đến cuối tháng 3 năm 2021, toàn huyện Châu Đức có gần 110.000 con heo, gần 1,3 triệu con gia cầm và khoảng 100.000 con gia súc, trâu, bò, dê, cừu. Trước tình trạng giá thức ăn chăn nuôi còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp huyện Châu Đức khuyến cáo nông dân cần chủ động phối trồng thức ăn sẵn có tại địa phương để tiết kiệm chi phí đầu vào, đồng thời theo dõi thị trường để tăng đàn và tái đàn hợp lý.